làm cho cái tâm trí càng ngày càng trở nên thanh tịnh hơn, trí tuệ sáng suốt hơn và đạt đến cái sự giác ngộ các sự thật, thì cái đấy nó thuộc về pháp, tất cả các pháp, cho nên được gọi là Phật pháp trong tất cả các cái giáo pháp của Đức Phật ấy. Thì cái quán pháp này nó ở một cái phạm vi rất là rộng, ví dụ như là pháp, từ những cái pháp ấy thì nó có các cái pháp tương đối và có những cái pháp tuyệt đối, hay còn gọi là pháp chế định và cái pháp thuộc về pháp chân đế, có những cái pháp thì tùy theo cái trình độ của từng người và mỗi người sẽ áp dụng thực hành cái pháp quán niệm về về một cái pháp khác nhau. Ví dụ như là cái người mới sơ cơ thì thực hành những cái pháp tương đối để cho mình có được một cái sự thanh tịnh tương đối. Khi mình đã đạt được một cái nền tảng là có được cái sự thanh tịnh tương đối rồi, lúc đấy mình lại cần phải niệm đến những cái pháp cao hơn, đó là những cái pháp chân đế hay là những cái pháp tuyệt đối, để mình đạt được đến cái sự thanh tịnh tuyệt đối. Vậy thì, niệm pháp thì cái bài hôm nay thì học về cái phần cái pháp cái phần thứ tư của trong cái tứ niệm xứ, đó là quán pháp thân của thọ quán tâm và quán pháp. Thì, những cái pháp rất là căn bản tương đối, ví dụ như là một cái người mà có thể thực hành những cái hạnh như là làm phước thiện, như là bố thí, cúng dường, cung kính, phục vụ, nó cũng là những cái pháp, hay là những cái pháp tu tập về giữ giới, thu thúc căn, sống từ bỏ việc ác, làm việc thiện, đấy cũng là một trong những cái pháp tương đối. Hay là những cái pháp tương đối để mình có được cái nội tâm thanh tịnh cao hơn, như là pháp niệm Phật, niệm ân Đức Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm trí, niệm thiên, hay là các pháp môn thiền định để chế ngự được năm triền cái, thì đấy cũng là cũng thuộc về là một pháp. Thì những cái pháp tương đối thì không không phải là đi được đến cái niết bàn tuyệt đối. Và trong cái bài kinh tứ niệm xứ thì Đức Phật chú trọng là con đường này để đi đến niết bàn. Cái con đường này, cái trong bốn cái pháp này cần phải quán niệm, niệm thân để đi đến niết bàn, niệm thọ để đi đến niết bàn, niệm tâm để đi đến niết bàn, niệm pháp để đi đến niết bàn. Vậy thì cái pháp cần phải niệm phải là pháp tuyệt đối, phải là pháp chân đế, thì đến khi đó mới có thể đạt được cái sự thanh tịnh tuyệt đối mà mình có thể đi đến đến niết bàn được. Vậy thì pháp ở đây chia ra thành rất nhiều, ví dụ như là có một pháp vị ấy có thể tu tập và đi đến niết bàn, ví dụ như là một cái phạm trù của một cái pháp, có một cái một phạm trù của pháp, đó là một pháp để đi đến niết bàn, ví dụ như vị đó có thể niệm về vật thực, tất cả chúng sinh tồn tại nhờ vật thực, đấy là cái phạm trù một pháp. Ví dụ như tất cả chúng sinh tồn tại nhờ vật thực, ở đây là vị đó quán quán cái thức ăn, do tham ái cho nên là vị đó cần phải có thức ăn, thức ăn về đoạn thực, như là thức ăn về thức ăn vật chất hàng ngày, và vị đó phải quán nó ra, cái thức ăn đấy là tứ đại, và thấy cái sắc nó sinh khởi ở cái thức ăn đấy và nó nuôi dưỡng các cái cơ thể vật chất này, hay là thức ăn của tâm là xúc thức ăn đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực, thức và tư, tư tức là hành, tức là hàng ngày mình cần phải có thức ăn cho thân. Vật chất này thì có một thôi, nhưng mà thức ăn cho tâm thì có ba loại, đó là thức thực, tức là hàng ngày tâm của mình nó phải luôn luôn nhận biết các cảnh, nhận biết cảnh, đấy là thức ăn của tâm. Ví dụ mắt mình phải thấy cảnh, tai phải nghe được âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý nhận biết cái các pháp, thì đấy là cái tâm của mình nó đang được nuôi dưỡng bởi bởi các cái cảnh ở bên ngoài, và nó có cái sự tiếp xúc,
tâm của mình nó phải tiếp xúc với các cảnh đấy, thì cái sự tiếp xúc đấy của các căn với các cảnh cũng là thức ăn để nó nuôi dưỡng tâm. Tư là cái hành động, tư là cái nghiệp để nó nuôi dưỡng cái mạng sống. Ví dụ như là mình còn có nghiệp thì mình còn sự sống, lúc nào hết nghiệp thì hết sự sống, và mình đang tạo nghiệp thì cái nghiệp đấy nó sẽ duy trì cái mạng sống ở tương lai của mình, nên là mình có cái sắc mạng căn nó được duy trì bởi cái nghiệp ở trong quá khứ. Đoàn thưởng thức thì cái đấy nó cũng là một pháp, và tu tập theo một cái phạm trù một pháp đấy cũng có thể đi đến Niết Bàn, hoặc là mình tu tập theo cái khái niệm là hai pháp. Hai pháp ở đây là một cái người tu tập để phân tích được danh và sắc. Danh là tất cả những gì nó thuộc về tinh thần, sắc là tất cả những gì nó thuộc về vật chất. Thì mình có thể phân tích được danh và sắc như thế, mình thấy được cái sự thật của nó, để mình có thể đoạn trừ tham ái chấp thủ với danh sắc, mình có thể chứng ngộ Niết Bàn. Đấy cũng là một pháp, hay là một cái pháp với khái niệm nữa là có ba pháp, như là khổ thọ, nạn thọ và sở thọ. Thì ba cái cảm thọ cũng là một pháp để tu tập, để mình quán chiếu các cái thọ, để mình diệt trừ được tham ái chấp thủ với thọ. Hay là có bốn pháp thì nó thuộc về tứ niệm xứ. Ví dụ tứ niệm xứ thì được chia thành bốn phạm trù: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Và mà chia thành năm phạm trù là năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì cái đấy nó cũng đều là pháp hết. Vậy thì niệm thân, thân cũng được bao gồm thành pháp, thọ cũng là pháp, tâm cũng là pháp. Nhưng mà ở tứ niệm xứ này được chia thành bốn phạm trù riêng biệt. Đó là niệm thân là để dành cho cái người có nhiều tham ái với thân, niệm thọ là để dành cho người có nhiều tham ái với thọ, niệm tâm là dành cho người có nặng về tham ái về tâm, còn niệm pháp là dành cho người tham ái với tất cả. Thân cũng tham, thọ cũng tham, tâm cũng tham, cái gì cũng tham ấy. Thì bắt đầu quay niệm pháp này. Thế thì niệm pháp này thì vì cái đã được phân chia ra rồi, cái gì là thân thì đã thuộc, cái gì thuộc về thân thì đã ở cái phần niệm thân, cái gì thuộc về thọ thì đã ở phần niệm thọ, cái gì thuộc về tâm là đã ở phần niệm tâm. Vậy thì ngoài thân, ngoài thọ, ngoài tâm ra còn lại những cái gì thì nó sẽ thuộc về pháp. Và bây giờ có ai biết là ngoài thân, ngoài thọ, ngoài tâm ra thì còn cái gì? Còn cái gì cần niệm? Thân niệm rồi, thọ niệm rồi, tâm niệm rồi, vậy pháp là cái gì? Vậy thì pháp là những cái ở cái pháp chân đế, thì cái niệm pháp là những cái pháp mà nó đồng sanh cùng với tâm. Nó chỉ còn lại những cái tâm sở là những cái pháp mà nó đồng sanh cùng với tâm. Niệm pháp là chánh niệm, tỉnh giác quan sát những pháp có tác dụng diệt trừ có hữu thanh tịnh chánh trí và chứng ngộ Niết Bàn. Tất cả nó đều thuộc về pháp. Ví dụ bây giờ một cái người mà thực hành cái phần niệm pháp mà mình đã bỏ qua cái phần niệm thân, bỏ qua phần niệm thọ, bỏ qua phần niệm tâm rồi, thì nó sẽ còn lại những cái tâm sở. Nó chỉ còn lại những cái tâm sở, những cái pháp mà nó đồng sinh cùng với tâm. Và cái này nó được thuộc về phần niệm pháp. Là những cái pháp, pháp thì có ví dụ như là trong một cái tâm, trong một cái tâm tham chẳng hạn, nó cũng sẽ có những cái tâm sở nó đi kèm theo. Trong cái tâm sân, trong cái tâm si, ví dụ khi mình khởi lên một cái tâm tham, mình thấy cái tánh tham nó nổi trội, nhưng mà nó đi kèm với cái đấy, tâm tham đấy là một loạt các tâm sở nó đi kèm theo. Và khi mà một cái người niệm pháp, mình sẽ thấy ra được cái tính nhân duyên, cái tính mà duyên hợp của tất cả các pháp, tất cả những gì có hình tướng, hay là những gì nó thuộc về khái niệm, những gì nó thuộc về tinh thần hay vật chất ấy. Nó không những là vật chất mà cả phần tinh thần nó cũng luôn luôn có cái nhân duyên hỗ tương với nhau để nó tạo tác nên thành một cái bất cứ một cái gì đó, một cái hình tướng, một cái khái niệm, hay là bất cứ một cái phạm trù gì, nó cũng đều phải có nhân, có duyên, và những cái nhân duyên nó kết hợp với nhau nó mới tạo thành.
Thế cho nên niệm pháp thì mình sẽ phá vỡ ra được những cái khối tưởng, những cái khối cái tưởng thuộc về về tinh thần, và những cái tưởng mà nó thuộc về vật chất, những cái mà mình nhìn thấy bằng mắt, bằng tai, mình có thể cảm nhận được bằng tâm. Thì tất cả những cái đấy nó đều có thể chia sẻ mổ xẻ nó ra, và nó được cấu tạo bởi rất là nhiều các cái nhân duyên. Vậy thì cái niệm pháp, thì cái người mà niệm pháp thì cái người đó sẽ thấy ra được cái tính vô ngã trong tất cả những cái gì nó thuộc về ý thức, thuộc về tinh thần và những cái mà nó thuộc về vật chất này. Ví dụ như trong bất cứ một cái tâm nào nó khởi lên, nó cũng sẽ có những cái trạng thái tâm mà nó đi kèm theo, được gọi là các tâm sở. Thì các tâm sở ấy, nó tất cả là có 52 tâm sở, và nó được chia thành các cái loại như là tâm sở biến hành, nó có xúc, có thọ, thọ thì nó ở phần niệm thọ rồi, và nó có tưởng, có tư, nhân hành, mạng quyền, tác ý. Thì bảy cái tâm sở này, bảy cái pháp này, nó luôn luôn đi kèm theo với tất cả các loại tâm, cho nên nó được gọi là biến hành. Ở trong tám tâm tham nó cũng có những cái tâm, vì một tâm tham khởi lên nó không phải tự nhiên, mà một cái căn nó phải tiếp xúc một cảnh thì nó mới khởi lên cái tâm tham. Vậy thì nó phải có cái trạng thái là tiếp xúc, xúc có cái thọ là trải nghiệm, có cái tưởng là ghi nhớ cảnh, có cái tư là tạo hành động và thúc dục cái tâm hướng vào cái cảnh đó, thì nó tạo ra thành cái nghiệp. Tư là cố ý tạo ra một cái gì đó. Có nhân hành là chú tâm trên này, có mạng quyền là duy trì cái mạng sống của tâm. Tác ý là đưa tâm đến cái cảnh đấy. Một cái tâm tham nó khởi lên nó cũng phải có bằng này tâm, mà tâm sân khởi lên nó có bằng này tâm. Tâm nó phải tiếp xúc với cảnh và bắt đầu nó thấy cái cảnh đấy là không ưa thích, nó mới khởi lên tâm sân, thì nó cũng có trạng thái chỉ có tưởng tư nhân hành mạng quyền duy. Hay là một tâm không tham, một tâm thiện hay tâm bất thiện, hay là một cái tâm duy tác, nó cũng có những cái trạng thái này. Cho nên là bảy cái tâm này được gọi là tâm biến hành, bảy cái danh pháp này. Đấy là một cái tâm sở biến hành, và một cái pháp nó khởi lên với một số loại tâm nữa, đó là có 6 tâm sở riêng biệt này. Nó khởi lên với một số tâm, nó không tuyệt đối là đi với tất cả các tâm. Tầm là hướng tâm vào một cái đối tượng nào đấy, tứ là giữ tâm trên một cái đối tượng đấy, thắng giả là quyết đoán trên cái cảnh đấy, cần là siêng năng, thì là thích thú, mà dục là ước muốn với cái cảnh này. Ví dụ như một tâm tham nó khởi lên thì nó cũng phải có cái, ngoài bảy cái biến hành kia, nó cũng có những cái tâm biệt cảnh như là tầm hướng vào đối tượng, tứ là giữ tâm ở trên đối tượng. Ví dụ như là cái đối tượng đó nó mà thích thú thì nó cũng hướng đến nhiều lần, và nó duy trì tâm ở trên đấy thật lâu để nó trải nghiệm cái cảnh đó, giữ tâm ở trên cái cảnh đó. Và nhất là cái tâm tứ này, nó có ví dụ như là một cái người mà hành thiền chẳng hạn, vì đó luôn luôn phải hướng tâm vào hơi thở, thì đấy là tầm, giữ tâm ở trên hơi thở đấy là tứ, và cái tâm đấy nó mạnh lên và nó có thể biến thành tâm thiền. Vì vậy cho nên là những cái tâm tầm này, tâm tứ này, nó có thể đi với, ví dụ như một cái người đó mà có cái tánh, cái tâm tầm tâm tứ này nó mạnh, mà nó hướng về cái tánh tham mạnh chẳng hạn, thì cái vị đó sau này sẽ trở thành một cái người rất là tham và mất cả kiểm soát luôn. Vì cái tâm tầm nó cứ hướng về cái đối tượng mà ưa thích, và tâm tứ cứ duy trì ở trên đấy. Đấy cũng là một cái loại thiền tư, thiền tư là tà định, tức là vị đó đã hướng tâm đến những cái đối tượng xấu và làm cho cái tâm của vị đó trở nên xấu. Và nếu như cái tầm tứ này thì nó hướng tâm đến đối tượng tốt, duy trì tâm ở trên cái đối tượng tốt đấy, nó sẽ làm cho cái tâm của vị đó trở nên tốt,
dụ vị đó phải hướng lên tâm một cái đến một cái cảnh nào đó mà nó khởi lên vô tham vô sân, thì cái tâm của vị đó càng ngày nó sẽ càng trở nên vô tham vô sân rất là mạnh. Ví dụ như vị đó hướng tâm ở hơi thở, duy trì tâm trên hơi thở, và cái tầm tứ này càng lúc nó sẽ càng mạnh lên, mạnh lên đến nỗi mà vị đó ni dục, ni ác bất thiện pháp, ni dục ni sân, vị đó diệt trừ được cả tham sân si và thành tựu được các cái tầm thiện. Thế thì tầm tứ này nó sẽ đi với cả những cái tâm dục giới như tâm tham, tâm sân, tâm cả những cái tâm mà nó thuộc về tâm thiện nó cũng đi về tầm tứ, và tâm bất thiện, tâm ở cõi sắc giới như là sơ thiền mà nên đến nhị thiền ấy, thì nó lại không còn tầm tứ nữa, nên đến nhị thiền thì nó sẽ mất cái tầm tứ này, cho nên nó gọi là tâm biệt cảnh, bởi vì có một số tâm nó không có tầm tứ, cho nên là những cái tâm sở này nó được gọi là riêng biệt hay là thắng giải, nó đi với tất cả các tâm như là tâm tham thắng giải là quyết đoán không do dự, tâm sân nó cũng có cái tâm quyết đoán không do dự khởi nên tâm sân một cách quyết liệt không do dự, nhưng cái tâm thắng giải này nó chỉ không có ở một cái tâm hoài nghi. Hoài nghi có nghĩa là nó có sự do dự, cứ lúc nào mình có sự do dự là nó không có thắng giải, là mình không có hiểu được vấn đề và mình không có cái quyết đoán trên vấn đề đó, thì nó sẽ không có tâm thắng giải. Cứ lúc nào mình nghi ngờ một cái gì đó thì cái tâm thắng giải nó không có. Còn là cái tâm cần là siêng năng, siêng năng, tâm tham nó không có cái tính cần, nó là siêng. Khi mình khởi nên một cái tâm tham nó cũng có một cái sự tích cực, nó là tích cực chạy theo cái lòng tham này. Tâm sân khởi lên thì cái tâm cần này nó cũng mạnh, khi mà một người có cái tâm sân khởi lên người đó cũng trở nên rất là mạnh mẽ. Nhưng khi người ta đánh nhau chẳng hạn thì trong lúc đánh nhau thì người ta luôn luôn khởi lên tâm sân và luôn luôn cố gắng để chiến thắng đối thủ, vậy thì cái tâm cần nó cũng đi theo với cái tâm sân rất là mạnh. Nhưng mà cái tâm cần nó có thể đi cả với những cái tâm thiện, một cái người mà làm việc thiện và vị đó khởi lên cái tâm tinh cần, vị đó sẽ làm được rất nhiều việc thiện, và khi vị đó một cái người mà tu tập pháp hành thiền chẳng hạn thì vị đó luôn luôn nỗ lực tu tập để cho nó có cái tâm cần, luôn luôn phải cố gắng, vậy cho nên là nó có cái tránh tinh tấn và tà tinh tấn, cần rồi là cái tâm hỷ, là cái tâm mà nó hoan hỷ thích thú, thì ở trong các cái tâm như tâm tham nó có hỷ nhưng mà trong tâm sân thì nó lại không có hỷ, sân thì nó chỉ có im chứ nó không có hỷ. Một cái người mà đang tức giận thì vị đó sẽ không có niềm vui được, mà khi mà vị đó có cảm thấy trong tâm hoan hỷ, tức là vì đó có thể là nó đi kèm với tâm tham hoặc tâm ngã mạn. Khi mà mình khởi lên một cái tâm tham đắm một cái gì đó và mình thích thú với một cái đối tượng đấy, mình có thể khởi lên thích thú hoan hỷ, hoặc là khi mình ngã mạn mình cảm thấy mình hơn người một cái gì đó mình phấn khởi thích thú, nó là hỷ. Và tâm hỷ mà nó đi kèm với tâm bất thiện ấy, thì nó làm cho cái tâm rất là bị dao động, tức là cái lúc mà mình hoan hỷ với cái tâm bất thiện thì nó rất là mệt mỏi căng thẳng, và nó làm cho mình cái tâm hỷ này nó rất là thô thiển lỗ mãn. Đấy là cái khi mà mình hỷ với những cái pháp bất thiện ấy thì nó sẽ làm cho mình trở nên giống như là mất kiểm soát. Ví dụ một người có thể nhảy múa reo hò, mình khởi đấy là những cái tâm hỷ nó đi kèm với tâm bất thiện, nó làm cho cái tâm rất là động. Nhưng mà khi mà cái tâm hỷ nó đi với những tâm thiện ấy, thì nó đã trở nên rất là an tịnh. Ví dụ như là một cái người mình bố thí xong, trong tâm mình hoan hỷ, thì cái hoan hỷ đấy nó sẽ làm cho mình cảm thấy an lạc, nó càng làm cho mình cảm thấy nó có cái sự thanh tịnh, nó có cái định tĩnh, nó có cái nhẹ nhàng thảnh thơi, chứ nó không có cái sự dao động hốt hoảng như là cái tâm hỷ bất thiện. Nên là
khi mà một cái người mình đảnh lễ hay là mình làm những cái thiện pháp, những cái phước thiện, mình có cái hoan hỷ ở trong đó, nhưng mà cái hỷ đấy thì nó làm cho mình cảm thấy nó rất là dễ chịu, nhất là khi một cái người mà chú ở trong định, mình có đắc được sơ thiền, nhị thiền, nó có cái trạng thái hỷ. Nhưng mà cái hỷ này nó lại rất là vi tế, nó chỉ làm cho thân tâm cái vị đó cảm thấy nâng nâng, cảm thấy cái hỷ để nó sinh ra cái sự khinh an, thân tâm của vị đó nó trở nên nhẹ nhàng. Thì cái vị đó trở nên nhẹ nhàng, khinh an, rồi từ đó nó trở nên thành cái an lạc, thành định tĩnh, thành trí tuệ. Thì cái hỷ đấy nó không thô lỗ như là những cái hỷ của cái pháp bất thiện. Vậy cho nên là cái hỷ nó có một số tâm nó có hỷ, một số tâm nó không có hỷ. Như ở nên đến tam thiền thì nó không thọ hỷ, tứ thiền nó không có hỷ nữa. Thì cái tâm càng cao thượng thì cái hỷ này nó sẽ càng vi tế đi. Cái tâm mà nó thô thì cái hỷ nó thô, cái tâm nó tế thì cái hỷ nó tế, mà có những cái ở những cái trạng thái định sâu thì nó hết hỷ. Cái dục là cái tâm ước muốn, nếu nó ở tâm thiện nó không có dục, ở tâm bất thiện nó không có dục, nhưng mà ở một số tâm nó không có dục. Ví dụ như là cái vị đó có cái tâm si, si phóng dật, thì có những cái tâm mà vị đó không có khởi lên cái ước muốn, nhưng mà cái tâm đó nó vẫn khởi lên. Thì dục nó cũng, ví dụ mình ước muốn một cái điều gì đó, ước muốn một cái gì đó nó thuộc về tánh tham, về cái tâm tham, thì nó cũng là dục. Mình ước muốn một cái gì đó thuộc về sân, ví dụ mình khởi lên cái tâm ước muốn được hạ người, ước muốn làm khổ một cái người khác, thì có nó cũng là dục, cũng đi kèm với tâm sân. Dục thì nó đi kèm cả với cái tâm thiện và dục giới. Như là khi mình làm một cái, mình ước muốn làm một cái việc thiện, dục nó đi kèm với cả tâm thiện ở sắc giới, vô sắc giới, tâm thiện siêu thế, nó có dục. Vậy thì cái ước muốn này nó có thể là khởi lên khi mình khuynh hướng một cái điều tốt, khởi lên một cái cảnh, ước muốn với một cái cảnh tốt thì nó là tâm tốt, ước muốn với một cảnh xấu thì nó là tâm xấu. Nhưng mà cũng có một số tâm nó không có dục, thì là những cái tâm si, nó không khởi lên cái ước muốn thì, nhưng mà cái tâm si thì nó vẫn khởi lên. Đến thì cho nên là những cái tâm này nó gọi là tâm sở riêng biệt hay là tâm sở biệt cảnh. Biệt là nó có một số cảnh nó có tâm này, một số cảnh nó không có tâm này. Thì quán được những cái tâm này thì đấy được gọi là quán pháp. Bốn cái tâm mà nó biến hành bất thiện. Biến hành ở đây tức là nó đi với tất cả các tâm bất thiện. Có tâm bất thiện thì là có 12 tâm, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì cứ lúc nào mình khởi lên một cái tâm tham thì nó đi kèm với một tâm si vô tàn, vô quý và phóng dật nó khởi lên. Ví dụ như là bây giờ mình khởi lên một cái tâm tham, mình thấy một cái cảnh gì đó đẹp quá, thì mình thích thú với cảnh đấy, mình bị tham ái, tức là mình ưa thích với một cái cảnh đấy, mình ưa thích với một cái cảnh mà do mình vừa mới nhìn thấy, thì mình chỉ thấy rằng là mình có cái tâm tham, mình thích với cái cảnh này, mình ưa thích với cái cảnh này, nhưng mà đi kèm với cái tâm tham đấy nó sẽ có tâm si. Si đó là mình có cái sự ngu si, do mình không có hiểu biết đúng sự thật, vì cái cảnh đấy nó không có tính đẹp mà nó có tính bất tịnh, nhưng mà mình lại không còn nhìn vào cái tính bất tịnh, mình lại nhìn vào cái tính đẹp của nó. Mà cái sự thật của nó là bất tịnh, cái sự thật của nó là đang tan hoại, cái sự thật của nó là đang sụp đổ. Mình không nhìn vào cái đấy, mình lại đi nhìn vào cái giả tướng của nó, là nó nhìn vào cái sự đẹp của nó. Nhìn vào cái thường, cái lạc, cái ngã, cái tịnh của nó, thì nó mới khởi lên cái tâm tham. Thì cái tâm si là một cái sự ngu si, mình không thấy đúng và mình đang thấy sai. Vô tàm là không biết xấu hổ, vô úy là không biết sợ hãi. Cái lúc mà mình khởi lên những cái tâm bất thiện đấy là nó cũng đánh mất tâm tàm quý, không còn biết xấu hổ tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi nữa. Cho nên là cái người tham hay làm những cái việc hay đi kèm theo là làm những cái việc
lỗi lầm nhiều, và nó đi kèm với cả cái tâm phóng dật. Cái tâm đấy khi mình tham là cái tâm nó sẽ lăng xăng, nó lăng xăng, cho nên cái người càng tham cái người đó sẽ càng trở nên mất tự chủ, bị lòng tham nó chi phối, và nó giống như là cái dòng nước lũ mà nó cứ vậy, nó cuốn cuốn trôi cho cái tâm, nó cứ trôi ở cảnh này trôi sang cảnh kia. Vì vậy nên là tham là nó hút con người vào trong cái dòng sinh tử. Thì tham vô tàn vô quý này nó cũng đi cùng với tâm sân. Ví dụ khi mà mình khởi lên tâm sân, mình tức giận với một ai đấy, tức giận với một cái ai đấy buồn phiền, hay là mình ganh tị, hay là mình giận hờn, hay là mình oán ghét một ai đấy, thì mình chỉ thấy cái sân tức giận đó, là cái nửa lòng nó khởi lên và mình cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà đi kèm theo cái tâm sân tức giận này, nó cũng có cái si vô tàn vô quý phóng dật này. Đấy, khi mình sân ấy là nó có cái tâm si, si bởi vì rằng là mình thấy rằng là cái đối tượng để mình sân đấy là thật, hay là mình thấy có cái ta bị sân khi nào mình thấy rằng là người này đã làm hại ta. Vậy thì mình cái si ở đây là mình thấy có người và có ta. Mình thấy có người cũng là sai, thấy có ta cũng là sai. Bởi vì cái thật sự là ta nó không có cái gì là ta, và người nó không có cái gì là người. Hoặc là mình khởi lên tâm sân khi mình thấy là người này đã làm hại người thân yêu của ta, thì lúc đấy mình cũng sai, vì mình còn chẳng có những gì là cái người thân yêu là mình có. Vậy thì cái si ở đây là do mình hiểu sai về ta và người, hiểu sai về người và ta. Mình chưa thấy được cái sự thật người không phải là người, ta không phải là ta, người chỉ là danh sắc, hay là chỉ là những cái vật chất và tinh thần nó đang sinh diệt, ta cũng chỉ là một trạng thái vật chất tinh thần nó đang sinh diệt. Mình thấy cái sự thật đấy thì mình không thấy sân với ai, không có ai đang làm hại mình, không có cái chuyện mình cảm thấy mình không có khởi lên cái tâm sân. Vì khi mà mình không còn cái tham ái, cái chấp thủ với cái tự ngã của mình, và không tham ái chấp thủ với cái tự ngã của người khác, khi mình thấy được cái sự vô ngã ở trong cái thân tâm này, thì cái tâm sân thì lúc ấy nó là trí, thì trí nó có thì si nó sẽ không có. Vậy thì trong cái lúc đấy do mình không có trí, không thấy được cái bản chất thật sự của cái thân tâm, cho nên là mới sinh ra cái tâm si hiểu sai. Và cái tức là cái người này có cái sự si mê rất là lớn đối với cái ta và cái người khác, cho nên là tâm sân nó mới khởi lên. Thì trong tâm sân nó khởi lên nó cũng vô tàn vô quý và phóng dật. Sân là nó khởi lên mạnh quá, là vì đó không biết xấu hổ nữa, làm việc theo bản năng luôn, không sợ hãi, nó không biết sợ hãi cái gì nữa. Cho nên là khi tức giận lên là vì đó có thể nói những lời xấu xa, làm những việc xấu xa. Và phóng dật nó là cái vị đó không làm chủ được tâm, làm cho tâm nó tự động nó năng trang, nó chạy nhặt, và nó sẽ làm những cái xong làm những cái nó quá mức, và sau đó thường hay phải hối hận, vì là cái lúc đấy mình không còn làm chủ được nữa. Mình có thể buông ra những cái lời nói rất là nặng nề, và nó có cái tác hại rất là lớn. Mình có thể có những cái hành động mà làm hại mình, hại người, có những lời nói là khổ mình, khổ người. Trong cái lúc sân ấy mất tự chủ đấy, thì là do cái tâm này nó lúc ấy nó trở nên phóng dật, nó trở nên vô tàn vô quý. Thì đấy là trong cái tâm sân nó sẽ có những cái này, hay là trong cái tâm si thì nó chỉ thuần có bốn cái này. Ví dụ như có lúc mình không tham không sân, nhưng mà mình thuần chỉ khởi lên mỗi si vô tàn vô quý phóng dật, tức là cái lúc đấy cái tâm nó cứ năng xăng, nghĩ chuyện này thì nghĩ chuyện kia một tí, thì cái tâm mà nó cứ năng xăng ấy, nó năng xăng, nó không có chú trên một cái gì đó liên tục, mà nó cứ phóng dật, nghĩ nó cứ nghĩ lan man, nghĩ liên miên, nghĩ vẩn vơ, nghĩ đủ mọi thứ, thì cái tâm đấy là cái tâm năng xăng, gọi là tâm phóng dật. Thì cái tâm phóng dật đấy thì nó cũng là do cái si, cái vô tàng và vô quý kia nó chi phối, nó làm cho cái tâm nó phóng dật. Hoặc là có cái lúc mà cái tâm si, cái tâm này nó đi với tâm hoài nghi,
chi vô tàm vô quý, phóng dật, có thể là mình nghi ngờ những cái sự thật mà mình lại nghi ngờ, thì nó có chi vô tàm vô quý, phóng dật, nó cũng có cái tâm, nó có cái hoài nghi, mình nghi ngờ cái gì đó. Thì cái tâm, bốn cái tâm này nó đi với tất cả các tâm bất thiện, tám tâm tham, hai tâm sân và hai tâm si. Vậy thì cứ lúc nào mình khởi lên tâm tham sân si thì nó có si vô tàn vô quý và phóng dật. Đây được gọi là biến thành bất thiện. Còn trong các cái tâm thiện nó sẽ không có bốn tâm này. Ví dụ một cái tâm thiện, khi mà mình khởi lên một cái tâm thiện như là mình khởi lên cái tâm là giữ giới hay là thành lễ Phật hay là bố thí hay là cúng dường hay là làm một cái thiện pháp gì đó thì nó sẽ không có si, không có vô cảm, không có vô quý, không có phóng dật. Chính vì vậy cho nên là cái người mà làm những cái việc thiện này hay là có những cái tâm thiện này nhỉ, thì cái trí tuệ của vị đó sẽ trở nên sáng suốt, vị đó sẽ biết xấu hổ những cái điều tội lỗi và biết sợ hãi những cái điều tội lỗi. Và cái tâm của vị đó nó rất là an tịnh, bởi vì nó không có tâm phóng dật. Khi mà mình làm những việc thiện ấy, thì cái tâm của mình nó rất là an tịnh, thân an tịnh, tâm an tịnh, nó được nhẹ nhàng, nó trở nên mềm mại, nó trở nên nhu nhuyễn. Cho nên là cái người thiện nó sẽ khác với người bất thiện. Nên cái người mà bất thiện thì rất là lăng xăng. Cái người bất thiện thì cái vị đó không có cái sự thu thúc về thân, cái thân thể của vị đó không có cái sự thu thúc về khẩu, tức là cái lời nói của vị đó nó sẽ buông ra những cái lời tục bậy, không có cái sự thu thúc về tâm, về các căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó không có cái sự thu thúc. Nên là cái người bất thiện thì nhìn cái nó sẽ bộc lộ ra những cái hành động ở bên ngoài, đó là nó thiếu đi cái sự kiềm chế, bởi vì nó tất cả cái bất thiện nó đều đi kèm theo với cái phóng dật. Phóng dật là cái năng chăng mất tự chủ, phóng dật nó mạnh, nó làm cho vị đó không có tự chủ được. Vậy thì cái người mà khởi lên cái tâm thiện nhiều thì cái người đó lại rất là định tĩnh, cái người đó lại có cái thức tham nhẫn tốt, có cái sự định tĩnh, có cái sự khinh an, có cái sự nhẹ nhàng. Và có tức là cái nhân cách của cái người bất thiện với cái người thiện nó sẽ khác nhau, bởi vì là cái tâm bất thiện nó luôn đi kèm với bốn cái tâm là si vô tàm vô quý phóng dật. Còn với cái người mà khởi lên cái tâm thiện nhiều thì nó không khởi lên bốn cái tâm này, cho nên là nó cái người đó sẽ trở nên an định hơn, định tĩnh hơn, và cảm thấy vị đó sẽ có cái đời nội tâm nó an vui tự tại, và nó ít phiền muộn, ít khổ đau. Trong cái tâm tham, nó có ba cái sở hữu của cái tâm tham. Tham muốn một cái cảnh gì đó, tà kiến. Tham thì nó đi với tà kiến, và nó tham thì nó đi với ngã mạn. Tham thì nó không bao giờ nó đi một mình. Bây giờ mình nhìn một cái cảnh vật thì mình chỉ tham khi mình có tà kiến, mình chỉ tham khi mình có ngã mạn mà thôi. Chứ bây giờ tôi chỉ tham thôi, chứ còn tôi rất là trí tuệ, trong lúc tham tôi cũng có trí tuệ đấy. Thì thực ra cái trí đấy là tà trí, cái trí đấy là tà trí chứ không có cái chánh trí. Bởi vì tà trí là tà kiến, là cái hiểu biết sai này. Ví dụ một người bảo tôi học cao lắm, tôi là cái người có bằng tiến sĩ, tôi là cái người học rất là nhiều trường lớp, cho nên tôi là người có trí tuệ. Mà người có trí tuệ thì là không có si, không có si thì làm gì có tham. Nói lại có đúng không? Nhưng mà thực ra ví dụ như là một cái người được học rất là nhiều, nhưng mà lại học những cái chi kiến, những cái chi kiến sai. Ví dụ như là những cái mà nó dạy cho người ta là luôn luôn phải có cái tâm ưa thích đối với cảnh vật, tham đắm với những sắc đẹp, những âm thanh, những mùi hương, những vị ngon, những sự xúc chạm đó kia. Có những cái pháp càng học nhiều càng tăng trưởng lòng tham, thì nó tăng trưởng cái tà kiến, tăng trưởng cái sự si mê của con người.
Cho nên là không hẳn là những cái người có trí thức nhiều lại là người có trí tuệ, mà cái người đấy có thể là sẽ là người có tài kiến nhiều. Nếu mà học cái pháp mà cái pháp không đưa đến ly tham, ví dụ như Đức Phật, cái pháp của Đức Phật là pháp đưa đến ly tham, thì mình mới đoạn trừ được cái ngu si. Còn những cái pháp thì nó chỉ khiến cho mình tham đối với những cái pháp hữu vi, những cái giả tạm của thế gian, thì những cái đấy là những cái tà kiến, những cái mình hiểu biết rất nhiều nhưng mà hiểu biết toàn những cái hiểu biết sai lầm, thì tất cả những cái hiểu biết sai lầm đấy đều là tà kiến. Thì trong cái lúc mình khởi lên những cái tà kiến ấy đều đi với tâm tham, tham đi với tà kiến, hiểu biết sai, có những cái mình gọi là biết những cái không đáng biết, hoặc là không biết những cái cần phải biết. Thì biết những cái không đáng biết thì nó mới gọi là tà kiến và nó cũng là tâm tham, và không biết những cái cần biết thì gọi là tâm si, ngu si, nó không biết. Và tham khởi lên khi mình ngã mạn, mình cứ có cái sự tự cao tự đại, có cái sự hơn thua, lúc nào mà mình cứ có cái tâm lý hơn thua, mà mình cứ nghĩ là mình hơn người khác, thì lúc đấy là khởi lên ngã mạn. Thì trong cái ngã mạn nó cũng có si, có vô tàm, có vô quý, có phóng dật. Trong cái tà kiến nó cũng có si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham. Trong ngã mạn nó cũng có si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham. Và nó chỉ khác nhau một cái là, một cái là tham tà kiến và một cái là tham ngã mạn. Đấy là khi mình khởi lên tâm tham thì mình cũng biết là mình có những cái tâm đấy nó đi kèm theo. Còn ở tâm sân, sân phần thì nó sẽ có bốn cái sở hữu của nó: sân, tật, nận, hối. Sân khi mình tức giận, khi mình tức giận với một cái đối tượng nào đấy thì mình tức giận là sân. Khi mình ganh ghét với một đối tượng nào đấy thì là mình cũng có sân. Khi mình bòn chèn, mình không muốn cho ai đó bằng mình thì đấy gọi là bòn chèn nhé. Ví dụ như là lúc nào mình cũng muốn mình phải là độc tôn, mình phải là số một, chỉ một mình mới có những cái hay cái tốt này, mình không muốn cho người khác bằng mình, chứ là có cái bí quyết gì để mình thành công mình giấu đi, thì cái lúc đấy được gọi là bọn sẻ. Bọn sẻ là không muốn chia sẻ với ai, không muốn cho ai tốt, không muốn ai bằng, không muốn ai hơn. Và hối hận là khi mà mình hối thì mình đã làm hoặc đã không làm được cái gì đó, hối hận thì nó cũng là sân. Thì có cái tâm đấy. Thì trong cái tức giận nó cũng có si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Trong cái ganh ghét nó si, vô tàm, vô quý, phóng dật, sân. Trong cái bọn trẻ nó có si, vô tàm, vô quý, phóng dật, sân, bọn trẻ. Còn trong cái hối hận thì nó có si, vô tàm, vô quý, phóng dật, sân, hối hận. Thì có mỗi người thì có một cái sân nặng về một cái sân khác nhau. Có cái người thì mình thấy ai đó mà đang làm mà có cái gây cái sự tai hại đến cho mình thì mình tức giận với người đấy. Nhưng mà có những cái người thì lại nặng về cái tâm ganh tị, là cứ thấy ai mà có cái gì tốt hay là ai có gì hơn thì mình ghét. Nhưng mà có những người thì nặng về cái tâm bỏ rẻ, tức là chỉ muốn một mình hơn người, không muốn ai bằng mình. Nhưng có người thì lại nặng về cái tâm hối hận, suốt ngày cứ hối, tự hối về những cái điều của mình. Ví dụ như mình cảm thấy mình không làm được việc gì đó nó tốt đẹp như ý, mình cũng hối hận, mình cũng tức bực bội. Hoặc là mình có nhiều cái phạm lỗi gì đó, mình lỡ phạm một cái điều lỗi lầm gì đó mà mình trở nên bực bội, thì cái lúc mình bực bội đấy là mình đang hối, mình đang hối hận một cái gì đó. Thì nó rất là những cái việc tội lỗi gì mà mình đã chót làm, cái lỗi mà càng lớn thì cái hối hận nó sẽ càng nhiều. Ví dụ ai mà trong cái lúc mình tức giận lên, mình đã làm một cái điều tội lỗi gì đó rất là lớn, đến khi mà mình nghĩ lại, mỗi một lần mình nghĩ lại về cái việc mà mình đã làm đấy, nó gây lại cái sự đau khổ cho người khác mà nó cũng gây lại cái sự đau khổ cho mình, thì cái đấy nó cũng là hối hận. Thế thì
tâm sân thì nó có những cái loại sân khác nhau như vậy. Vậy thì cái lúc đấy vị đó phân biệt ra từng cái loại tâm sân và mình biết là mình đang thuộc về cái loại sân nào, sân tức giận hay sân ganh ghét hay sân bọn rẻ hay sân hối hận. Cái lúc mà mình sân ấy thì mình sẽ phân biệt ngay trong cái lúc đấy, có phân biệt không? Nếu như người nào mà phân biệt là à đây là tức giận, chứ không phải là một cái đây chỉ là cái tâm tức giận, không phải mình tức giận, đây là cái tâm đang ghen ghét, đây là cái tâm đang bỏ rẻ, đây là tâm hối hận. Thực ra khi mà mình niệm được cái tâm như vậy thì cái tâm ấy nó tự động nó dừng lại. Khi mà mình có sân và mình biết mình đang sân, cái sân ấy nó sẽ dần dần nó yếu đi. Mình đang ghen ghét, mình biết à đây là tâm ghen ghét, mình biết nó một cái là nó sẽ dừng lại rồi. Mình bỏ rẻ, mình biết à đây là tâm bỏ rẻ. Khi mà mình biết, mình quay lại mình nhìn nó vậy, cái tự nhiên là cái tàn quý nó khởi lên. Cái tàn quý nó khởi lên là cái bộ tàn vô quý nó mất. Ví dụ khi mà mình sân và mình không biết mình sân, mình sẽ bị cái sân nó cuốn đi. Khi mình sân, mình biết là mình đang sân. Khi mà cái tâm mà nó biết là cái tâm này đang sân thì nó có phải là tâm sân không? Mình đang khởi lên tâm sân, xong là mình lại khởi lên tâm, đây là tâm sân. Thì cái tâm mà nó biết ở đây là tâm sân thì cái tâm ấy là tâm gì? Tâm đấy là tâm, mới là tâm thiện, nó là trí tuệ đấy. Cái tâm mà nó biết là đây là tâm sân thì cái tâm ấy là trí tuệ. Và cái tâm nó còn phân biệt được đây là tức giận, đây là ganh ghét, đây là bỏn sẻ, đây là hối hận, thì đấy là một cái trí tuệ lại rất là sắc, lại rất là sâu, nên nó mới biết được như thế. Cũng như khi mình khởi lên cái tâm tham ấy, mình biết là à đây là tham tà kiến, đây là tham ngã mạn. Lúc mình khởi lên tâm tham mình có biết được không? Có quán được nó? Đây là tham tà kiến, đây là tham ngã mạn. Nếu lúc đấy mình mà quán được nó thì lúc đấy nó thành trí tuệ này, và nó không còn là tâm tham nữa. Nhưng mà cái trí của người nào mạnh ấy, thì người đó sẽ quán được nó, và khi quán được nó thì những cái tâm bất thiện này nó sẽ diệt trừ. Còn nếu như mình không quán được nó thì nó không diệt trừ. Ví dụ cái người làm trí tuệ yếu thấp ấy, không quán được tâm tham, mình cố khởi lên đây là tâm tham, nhưng mà nó cứ khởi lên, tâm tham nó cứ khởi lên là do cái trí của mình nó yếu, mà cái tâm si nó mạnh, cái tâm si vô tàm vô quý phóng dật nó mạnh quá, nó lấn át mất cái tâm trí tuệ, cái tâm vô tham vô sân vô si. Còn cái trí tuệ nó mà mạnh thì nó quán được, thì nó lấn át được. Vậy cho nên là cái thiện thì cái ác nó vậy, cái thiện mà nó mạnh thì cái ác nó yếu, mà cái ác nó mạnh thì cái thiện nó yếu. Nhưng ở ngay trong con người mình nó có hai cái trạng thái đối lập ấy. Nó có một con người thiện mà có cái tâm thiện và có cái tâm bất thiện. Cứ khi nào cái tâm bất thiện mà mạnh thì cái tâm thiện sẽ yếu, và cái tâm thiện mà mạnh thì tâm bất thiện sẽ yếu. Thế thì bây giờ vấn đề là mình can thiệp được vào nó. Đó là mình rèn luyện cho cái nào nó mạnh lên mà thôi. Ví dụ người tu tập thì rèn luyện cho cái tâm thiện nó mạnh lên để nó đối trị cái tâm bất thiện kia đi. Còn cái người không tu tập thì là cái người đó đang huân tập làm cho cái tâm bất thiện nó mạnh lên và cái tâm thiện nó yếu đi. Nó khác nhau như vậy. Vậy cái người mà phân biệt được các cái tâm như thế là cái người đó rèn luyện cái trí của mình. Cái trí nó mạnh thì nó diệt trừ được cái si, trí tuệ thì nó sẽ diệt trừ được cái vô minh ấy. Nó như là ánh sáng với lại bóng tối. Nếu mà cái ánh sáng nó mạnh thì bóng tối nó tan, mà ánh sáng mà yếu thì bóng tối nó sẽ bao trùm đấy. Nó như vậy, và cái tâm cái trí tuệ về cái si mê thì nó cũng như thế luôn. Vậy cho nên là cái người mà phân biệt được pháp, các cái pháp này thì đòi hỏi phải có một cái trí tuệ rất là sâu sắc thì mới phân tích ra được các cái tâm này. Muốn có được cái trí tuệ sâu đấy thì cái người đấy cần phải tu tập rất là sâu, như là phải có giới, có định, có tuệ. Người đó phải tu giới, phải hành thiền định, có thiền định rồi mình đó phát triển thiền tuệ, có thiền tuệ rồi mình đó quán cái này thì nó rất là dễ. Với người mà đắc định rồi quán những cái pháp này nó rất là dễ. Với người chưa đắc định quán thì vị đó có thể quán không thấy được cái pháp chân đế, nhưng vẫn thấy được những cái pháp tương đối, tức là quán ở mức độ tương đối. Ở mức độ tương đối thì mình cũng đạt được cái sự gọi là an tịnh tạm thời. Còn nếu mà người nào mà quán được ở mức độ tuyệt đối thì cái người đó sẽ đạt được cái mức an tịnh rất là sâu,
và có thể đạt được cái sự an tịnh tuyệt đối, sự thanh tịnh tuyệt đối được nhờ vị đó quán được một cách rõ ràng, chi tiết và tỉ mỉ về từng các cái tâm sở này. Còn nếu mình quán ở cái mức độ tương đối để mình đối trị tạm thời thì mình vẫn quán được. Khi ta mình biết nó là tâm tham, khi sân mình biết nó là tâm sân, nên khi tâm si nó khởi lên mình biết nó là tâm si, thì lúc đấy cái tham sân si ấy, nó tạm thời nó lắng đi, nó tạm thời nó lắng đi, nhưng mà mình không có diệt trừ nó. Diệt trừ được nó khi nào mà mình đạt được đến, mình quán được ở cái mức tuyệt đối thì mình mới diệt trừ được nó. Diệt trừ mà nó sau này nó không khởi lên nữa, còn không thì nó vẫn khởi lên. Hôn phần cái, có cái tâm gọi là tâm hôn trầm và thụy miên. Có lúc cái tâm mình nó trở nên lờ đờ uể oải, có lúc cái tâm nó trở nên dã dượi và mê muội. Có lúc nào nó khởi lên cái tâm này? Thì lúc nào có những lúc lờ đờ uể oải, cái tâm lờ đờ uể oải này nó chỉ đi với tâm tham và tâm sân. Đó, khi mà mình tham ấy cũng có lúc nó mệt quá, nó uể oải. Thứ nhất là người tham ngủ, tham có khi mình tham cái nạp ngủ nghỉ, cho nên là lúc nào mình cũng ở cái trong cái trạng thái mờ mờ ngủ mãi mà vẫn chưa đủ, ngủ 8 tiếng 10 tiếng rồi mà vẫn thèm. Cho nên là khi mà mình ngồi làm cái gì đó, đi làm cái việc gì đó, cứ ngáp lên ngáp xuống, ngáp đứng ngáp dài, ngáp ngắn ngáp dài, thế thì cái tâm đấy là nờ đờ thụy miên, là giã chưa thì đang tức là nó mệt mỏi mà mình, nó giống như là không còn sức sống, nó ủ rũ quể quạnh. Thì những cái hai cái tâm này nó chỉ đi với tâm tham với tâm sân. Tham thì nó có hôn trầm thụy miên, sân nó có hôn trầm thụy miên. Lúc mà cái người nào mà cái đầu óc lúc nào cũng uể oải, cái đầu óc nó u mê trì trệ, bởi vì vì đó thống với tham nhiều quá, tham dục nhiều quá, sân hận nhiều quá. Cho nên là đầu óc nó mê mờ, cho nên là các căn nó không có nhanh nở, nó không có linh hoạt, lúc nào nó cũng tối tăm. Thì hôn phần là vậy. Còn đối với trong cái tâm tâm thiện, ví dụ mình khởi lên tâm thiện, nó sẽ không có những cái tâm hôn trầm thụy miên này. Ví dụ cái lúc mà mình đang khởi lên một cái tâm thiện, như là tâm thiện về pháp tương đối dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì những cái nó không đi kèm theo cái hôn trầm thụy miên. Còn tâm bất thiện thì nó hay đi kèm theo cái hôn trầm thụy miên. Tâm hoài nghi thì nó chỉ có một tâm là nghi ngờ các sự thật. Ví dụ như là mình nghi ngờ, cái đấy nó là sự thật mà mình nghi ngờ. Như là mình nghi ngờ Phật, nghi ngờ pháp, nghi ngờ tăng, nhất là nghi ngờ rằng là không biết là cái Đức Phật dạy rằng là ai làm việc thiện thì sẽ được phước báo, ai làm việc ác thì sẽ phải chịu quả báo khổ đau. Sẽ là mình bảo chắc là Đức Phật dọa như vậy để cho người ta làm việc thiện, để cho người ta khỏi làm những việc xấu. Thế làm gì có quả báo, làm gì có nhân quả, làm gì có kiếp này kiếp sau. Thì đấy là khi mình khởi lên cái tâm hoài nghi đấy. Khi mình hoài nghi như vậy có nghĩa là mình có si, có vô tàng, vô quý, có phóng dật, có hoài nghi. Chứ nếu mà người có trí tuệ thì không hoài nghi chuyện này, người ngu si thì sẽ hoài nghi nhiều. Thế là cái tâm sở hoài nghi, khi nào mình nghi ngờ sự thật thì mình biết. Còn đấy là những cái tâm bất thiện đó. Còn đối với các cái tâm thiện ấy, thì nó sẽ đi với những cái tâm cao thượng, cho nên nó có hai loại tâm, một là cái tâm hạ nhiệt, hai là tâm cao thượng. Khi mình khởi lên những cái tâm thiện, bất cứ một cái tâm thiện nào, ví dụ mình khởi lên một cái ý, một cái tư tưởng thiện đó, mình khởi lên một cái ước muốn, như ví dụ như mình khởi lên mình nhờ cung kính Phật, đảnh lễ Phật, cái lúc đấy là cái tâm của mình nó đã khởi lên những tâm cao thượng. Khi mình cung kính này, cúng dường hay là mình giữ giới đó, mình khởi lên cái tâm thứ hai là mình khởi lên một cái như là mình tin tưởng những cái lời dạy của Đức Phật, nên là mình có một, tức là bất cứ cái tâm thiện nào vậy, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả nào vậy, nó khởi lên thì nó cũng đi kèm với những cái tâm sở cao thượng. Ví dụ những cái tâm thiện dục giới,
như là mình cái tâm các căn của mình nó tiếp xúc với các cảnh và mình hiểu đúng về các cảnh. Ví dụ như con mắt thấy một cảnh sắc, mình lúc đấy mình có cái quán rằng là cảnh sắc này là vô thường, cảnh sắc này là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, thì lúc đấy một cái tâm thiện nó khởi lên do cái sự tác ý chân chánh, tác ý chân chánh hiểu biết đúng đắn, một cái tâm thiện nó khởi lên. Thì cái lúc đấy một cái tâm thiện nó khởi lên, nó có một cái tâm thức, nó có xúc thọ tưởng tư nhân hành và quyền tác ý. Đấy là những cái tâm biến hành. Rồi nó có những cái tâm biệt cảnh như là tầm tứ thắng giả cần hỷ dục. Đấy là những cái tâm biến hành, tâm biệt cảnh. Và sau đó thì nó sẽ có những cái tâm sở tịnh hẳn đi kèm với những tâm thiện và không đi với những tâm bất thiện. Còn những cái tâm như là bảy biến hành, sáu biệt cảnh kia thì nó có thể đi cả với tâm thiện và nó có cả đi kèm cả với tâm bất thiện. Nhưng những cái tâm tịnh hảo này, nó chỉ đi với những tâm thiện chứ nó không đi với tâm bất thiện. Ví dụ như là tín, niệm, tàn, quý, vô tham, vô sân, hành, giả. Tin tưởng sự thật, cái niệm là ghi nhớ sự thật, tàn là hổ thẹn tội lỗi, quý là gây sợ tội lỗi, vô tham là không dính mắc, vô sân là không sân hận. Hành giả là tâm quân bình, không bị thái quá, tịnh thân là tâm an tịnh, tâm là tâm an tịnh. Thì những cái tâm này nó chỉ đi khi nào mà có cái tâm thiện nó khởi lên, chứ tâm bất thiện khởi lên nó không có những cái tâm này. Để khi tâm bất thiện trở nên nó không có tín niệm tàm quý này, vô tham vô sân này. Cho nên nó còn là những tâm tịnh hạng. Cho nên là cái người nào mà có cái tâm thiện nhiều thì cái người đó sẽ càng ngày càng trở nên cao thượng, bởi vì những cái tâm này nó mạnh đi, đức tin của mình sẽ càng ngày càng mạnh đi, tức là tin vào sự thật chứ không phải là mình mê tín, mình tin vào cái sai. Niệm là ghi nhớ của mình nó sẽ mạnh lên, trí nhớ của mình nó sẽ mạnh lên, biết hổ thẹn tội lỗi nó mạnh lên, cho nên không dám làm những gì có tội lỗi, gây sợ tội lỗi nó mạnh lên, mình không dám làm những việc tội lỗi. Vô tham càng ngày nó càng mạnh lên, mình không có tham đắm dính mắc. Vô sân nó mạnh lên, mình không sân hận. Hành giả nó mạnh lên. Ví dụ như là một cái người đấy mà hay làm những điều thiện như bố thí, thì mỗi một khi mình khởi lên cái tâm trước khi mình làm cái việc bố thí, trong khi làm việc bố thí, sau khi làm việc bố thí, những cái tâm này nó sẽ khởi lên. Khi mà mình khởi lên cái tâm, người ta sẽ giữ năm giới chẳng hạn. Trước khi mình làm cái việc đó, trước khi mình thọ tam quy ngũ giới đấy, nó đã khởi lên tâm thiện. Trong khi mình giữ giới nó cũng khởi lên tâm thiện, sau khi mình thọ tam quy ngũ giới nó cũng khởi lên những tâm thiện này. Vì trước khi mình làm việc thiện, tâm mình nó đã hướng đến việc thiện, cái tâm nó hướng đến việc thiện một cái là các cái tâm thiện này nó đã khởi lên. Vậy thì ai mình chỉ cần có cái tâm là muốn làm việc thiện nhiều, hướng về việc cái thiện pháp nhiều, thì là cái tâm thiện nó cũng khởi lên. Trong khi mình làm thì cái tâm ấy, cái công việc ấy nó thành tựu với cái tâm thiện nó lại càng mạnh. Và sau khi mình đã làm xong rồi và mỗi một lần mình nhớ lại cái việc này thì những cái tâm thiện này nó cũng khởi lên. Nó cũng có đức tin, có chánh niệm, có tàm, có quý, có vô tham, vô sân, hạnh giả, tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm. Nó cũng khởi lên như vậy. Và nó khởi lên càng nhiều thì nó sẽ trở nên mạnh mẽ. Và những cái tâm này thì nó cũng sẽ để lại những cái nghiệp. Những cái tâm thiện thì nó để lại nghiệp thiện, tâm bất thiện thì nó để lại nghiệp bất thiện. Nên là tâm tịnh hạ nó sẽ để lại những cái nghiệp rất là thiện này. Kinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm. Trong những cái lúc mà nó khởi lên những cái tâm thiện ấy, nó có cái trạng thái này, nhẹ nhàng, mềm mại, thích hợp, thuần thục, chánh trực. Khi mà mình khởi lên những cái tâm thiện đấy, nó cũng đi kèm có tín này, có niệm tàm quý vô tham vô thân, thuần thân, nó có cái trạng thái khinh nhẹ nhàng. Cho nên cái người thiện lành người ta sẽ trở nên thân tâm người ta trở nên nhẹ nhàng, nó không thô tháo, nó trở nên nhu nhuyễn mềm mại chứ nó không cứng rắn. Ví dụ cái người mà có cái tánh sân ấy, thì người ta hay cứng rắn, hay đấu đá, hay tranh chấp, ẩu đả nhau. Nhưng mà cái người mà có cái tâm thiện ấy thì người ta mềm mại, nhu nhuyễn, biết cách thích nghi,
sống nó biết thích thân thích tâm, cái tâm mà nó biết cách là uốn nắn cho cái khi mà đối với bất cứ một cái ngoại cảnh nào mình cũng biết cách phù hợp, biết cách xử sự làm sao cho nó phù hợp. Chứ cái tâm tham, cái tâm bất thiện nó khởi lên nó sẽ không có những cái trạng thái nó trở nên đó là nặng nề. Cho nên là cái người mà có tâm bất thiện sẽ hay nói những lời nặng nề, có hành động nặng nề. Còn cái người mà có khởi lên tâm thiện thì từ cái hành động người nói cho đến cái suy nghĩ nó trở nên rất là nhẹ nhàng, rất là mềm mại, rất là phù hợp và rất là thuần thục và rất là chánh trực. Tất cả những cái tâm thiện nào nó cũng có những cái trạng thái này, nhẹ nhàng, mềm mại, thích hợp, thuần thục, chánh trực. Đấy, và nó có từ cái trạng thái này mà đi tín niệm tạm quý vô tham vô sân hành giả cho đến cái sự an tịnh. Đấy, thì cả cái tâm thiện ở dục giới nó cũng có những cái tâm tịnh hảo này, những cái đức tính cao thượng. Cái tâm thiện ở sắc giới, một cái người mà hành thiền đắc thiền nó có những cái tâm cao thượng này. Cái tâm vô sắc giới nó cũng có những cái tâm này, và cả những tâm siêu thế cũng có những cái tâm này. Nên là cái người mà rèn luyện được những cái tâm thiện nhiều thì cái người đó sẽ trở nên có những cái đức tính cao thượng, nó sẽ dần dần nó sẽ mạnh lên, và những cái tánh thô lỗ bất thiện nó bắt đầu dần dần nó sẽ hết đi. Để tu tâm, tu tâm thì dần dần làm cho những cái tâm cao thượng nó có cơ hội và nó được lặp đi lặp lại nhiều, nó được huân tập nhiều là nó mạnh lên thôi. Ví dụ như là cái người đó luôn luôn thận trọng giữ gìn các cái giới, trong cái lúc mình khởi những cái tâm giữ giới đấy không ạ, là những cái tâm thiện này nó cũng cao thượng lên. Cho nên là cái người đấy mình giữ giới, những cái giới mình đã thọ trì một thời gian sau mình sẽ thay đổi, nó thay đổi cả về nhân cách, nó thay đổi cả về cái hình tướng, và nó thay đổi về những cái đức tính ở bên trong và cả những cái hình tướng ở bên ngoài. Hay là một cái người mà tu tập về thiền, mình tu tập một cái đề mục thiền nào đó, niệm ân đức Phật, niệm pháp, niệm tăng, thiền niệm hơi thở chẳng hạn, thì trong cái lúc mình chú tâm trên một cái đối tượng thiền thì tất cả những cái tâm cao thượng này nó cứ sinh khởi lên liên tục, và nó sẽ làm cho những cái tâm bất thiện kia nó không khởi lên được. Cho nên là một thời gian sau thì cái người đó sẽ thay đổi, mình sẽ thấy cái người đó thay đổi cả về cái nội tâm ở bên trong cho đến cái hình tướng ở bên ngoài, nó đều được thay đổi bởi vì cái tâm tâm thiện này nó sẽ có được khởi lên liên tục, và nó càng lúc nó càng mạnh mẽ lên, và nó làm cho cái người đó, cho nên cái người mà có tu tập sẽ trở nên cao thượng, mà cái người không có sự tu tập thì sẽ trở nên hạ nhiệt. Chính là bởi vì cái người có tu tập là cái người rèn luyện cho những cái tâm cao thượng để nó mạnh, và làm cho những cái tâm hạ nhiệt nó yếu đi, cái tâm bất thiện nó yếu đi, nên là sẽ khác nhau như vậy. Nên là một cái người có thể quán được những cái tâm này thì được gọi là quán pháp, mình quán được cái tâm này. Ví dụ như mình trong cái lúc mình khởi lên tâm thiện này, để tâm mà mình thấy được mình có tín này, có niệm, có tàm, có quý, vô tham, vô sân, hành giả, có tất cả những cái tâm này nó đang khởi lên cùng với cái tâm thiện đấy, có quán được không? Phân tích được có những cái pháp này vì nó quá thâm sâu, nó chỉ có thể quán được khi nào một cái người có đắc thiền này, có được các cái đắc định, và vì đó có thể đắc đến phải hành thiền, thiền chỉ, thiền quán mới quán được nó. Còn nếu mà mình quán trên khái niệm ấy, thì nó chỉ thấy ở tương đối, nó thấy được ở cái mức độ tương đối. Mức độ tương đối thì nó cũng làm cho cái tâm của mình nó an tịnh được một chút xíu, chứ nó không đạt được đến cái sự giác ngộ được, không đạt được niết bàn. Nhưng mà quán trên cái pháp tuyệt đối mình có thể đạt được niết bàn. Có cái tâm sở thuộc về giới phần, chánh ngư, chánh nghiệp, chánh mạng. Ở chánh ngư ví dụ như là một cái lúc nào đó mình khởi lên cái tâm là nói những lời chân chánh, thì lúc ấy nó có tâm chánh ngữ nó khởi lên. Ví dụ mình suy nghĩ là mình làm, mình nói, mình nên suy nghĩ trước khi nói, và mình chọn là nói những cái điều gì có nó chân chánh,
thì lúc ấy nó có cái tâm chánh ngữ khởi lên. Trong thì cái tâm chánh ngữ này nó sẽ đi kèm với tất cả những cái tâm cao thượng như tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành giả tịnh thân tịnh tâm kinh thân kinh tâm, nó đều có khởi lên và nó có cả trí tuệ, và sau đó là nó có chánh ngữ. Ví dụ như là mình nhờ thọ thế giới là không nói dối, và khi mà một cái người nào đó hỏi mình một cái vấn đề thì một cái vấn đề gì đó hỏi hỏi mình rằng là ví dụ như là họ hỏi mình nói một cái điều đó là một cái sự thật, giữa một cái sự thật và một cái không thật, nhưng mà lúc đấy mình không dám nói dối. Mình bình thường thì mình có thể mình sẽ nói dối, vì có thể nói lên sự thật này sẽ không có nợ cho mình. Ví dụ như mình biết là nói lên sự thật này là không có nợ cho mình, nhưng mình phải nói thật vì nói sai là mình sẽ phạm giới. Cho nên lúc đấy mình chọn cái người nói thật, thì cái lúc đấy có cái chánh ngữ nó khởi lên. Mình chọn mình luôn luôn nói về sự thật, hoặc là một cái người có trí tuệ mình hiểu biết đúng sự thật, mình nói đúng sự thật, thì lúc đấy được gọi là mình có cái gọi là chánh ngữ. Hoặc là mình nhất là cái người nào mà mình phải đối diện với đối diện trước một cái vấn đề là phải lựa chọn giữa cái nói thật và nói dối. Mình đứng trước một cái hoàn cảnh phải nói, phải lựa chọn như vậy. Nhưng mà mình đã lựa chọn cái lời nói thật và mình không có lựa chọn cái lời nói dối, thì cái lúc đấy cái chánh ngữ nó sẽ khởi lên rất là mạnh mẽ. Và cái chánh nghiệp là một cái hành động chân chánh. Ví dụ như là mình khi nào mình đứng trước một cái hoàn cảnh mà mình cần phải làm một cái việc gì đó, một cái việc thiện và một việc ác. Ví dụ như là bây giờ có một cái ví dụ như là có một cái gì đó nó nguy hiểm đến mình như một con rắn bò vào trong nhà. Mình biết đây là con rắn và mình đứng trước hai lựa chọn. Một là nhẹ nhàng bắt nó ra, hai là đập chết nó, hai lựa chọn này. Mình chọn cái gì? Cái lúc đấy mình mà chọn cái là không, ta không sát sinh, ta chỉ có bắt nó ra chứ không sát sinh, thì lúc đấy nó có chánh nghiệp. Nó có chánh nghiệp ở trong đấy. Nghiệp là một cái hành động này đấy. Một cái hành động ở nơi thân. Hay là bây giờ mình thấy một cái ai đó người ta để một cái túi tiền ở bên cạnh mà người ta đi đâu đó một chỗ nát, hoặc là mình khởi lên cái tâm bây giờ mình lấy trộm không ai biết, nhưng mà bây giờ mình sẽ lựa chọn đấy hay không đấy. Cái lúc đấy nó sẽ đứng trước cái sự lựa chọn đấy, mà mình chiến thắng được cái đấy thì là nó có chánh nghiệp. Còn nếu như mà lúc đấy mà mình không chiến thắng được mà mình chọn đấy thì nó mất chánh nghiệp. Vậy thì cái tâm chánh nghiệp nó khởi lên khi mà mình có cái sự tiết chấn, có cái sự chế ngữ. Cho nên nó gọi là cái ba cái tâm này nó gọi là tâm tiết chế hay là gọi là tâm chế ngữ. Khi nào mình đứng trước hai lựa chọn mà mình chế ngữ được cái bất thiện, mình hành động theo cái thiện thì nó sẽ khởi lên những tâm này. Mình chế ngự được những cái bất thiện ở nơi tham sân si, thì mình chế ngự. Ví dụ bây giờ có ai đó mình muốn có cái tính uống rượu quen rồi, hoặc là bây giờ mình thọ giới năm giới là không được uống rượu nữa, có ai đó đem rượu thật ngon, có đồ ăn ngon đến mời mình, thế mình ngồi trước ở đấy, đây là món ngon, đây là rượu ngon, thì lúc đấy cái tâm của mình nó phải chế ngự rất là cao. Và nó đứng trước hai lựa chọn là uống hay không uống. Cái lúc đấy mình quyết định không uống thì lúc đấy nó có cái chánh nghiệp, cái tâm chế ngự. Vậy thì cứ có những cái lúc mà mình bị xúi dục làm một cái việc gì đó không tốt đẹp, nhưng mà mình quyết tâm không làm theo sự xúi dục đấy, sự xúi dục của người khác hoặc là sự xúi dục của chính cái tâm bất thiện của mình, nhưng mà mình chế nó ra. Mình khống chế nó đang không làm theo cái điều đó, thì lúc đấy nó có cái tâm tiết chế, nó gọi là cái nghiệp chánh mạng. Là khi nào mình nuôi sống mình bằng tà mạng, ví dụ mình đi kiếm ăn và kiếm ăn
mình đi làm một cái việc gì đó để nuôi nuôi để nuôi mạng sống. Thì bây giờ một cái nghề thì bất thiện nhưng mà nó có nhiều lợi nhuận. Ví dụ bây giờ ai bảo đi buôn ma túy một chuyến kiếm được 1 tỷ, 1 tỷ 10 tỷ, thì lúc đấy là cái tâm tham về vật chất nó rất là lớn. Hay là đi ăn trộm ăn cướp, mình sẽ có được một cái tài sản rất là lớn. Thì lúc đấy nó sẽ đứng trước cái trạng thái đó là nó đấu tranh tư tưởng. Thế lúc đấy mình mà chế ngự được cái tâm bất thiện đấy, thì nó sẽ trở thành một cái tâm gọi là tâm thiện. Thì cái tâm, cái hành động để nuôi mạng sống mà mình chế ngự được cái hành động bất thiện, mình làm theo một cái hành động thiện để nuôi cái mạng này, thì được gọi là tâm chánh mạng. Tâm chánh mạng, chánh mạng là nuôi mạng chân chánh. Còn tà mạng là nuôi mạng không chân chánh. Vậy mình làm một cái nghề gì, làm một cái gì đó để kiếm sống mà bằng cái pháp bất thiện thì là tà mạng. Mình làm một cái công việc gì đó để kiếm sống cái chân chánh thì đó là chánh mạng. Và trong cái lúc mình chế ngự đấy thì nó có những cái tâm này nó khởi lên. Tâm chánh ngữ, khi mình chế ngự những lời nói bất thiện để nói lời thiện, chế ngự những lời nói sai để nói lời đúng, mình chế ngự những cái hành động nó bất thiện thì nó có tránh nghiệp, mình chế ngự những cái việc làm để nuôi mạng bất tránh thì nó có tránh mạng. Và tâm vô lượng phần, tâm vô lượng đây nó cũng là một cái pháp. Tâm vô lượng là tâm bi, tâm hỷ, mong cho chúng sinh thoát khổ. Khi mà mình thấy một người nào đó khổ mà mình có khởi lên cái tâm thương, cái tình thương thì đó được gọi là tâm bi. Khi nào mình thấy một cái người khác thành công mình hoan hỷ thì đó là tâm hỷ. Thế là có tâm bi vô lượng phần và hỷ vô lượng phần. Nhưng mà tại sao thương thì lúc nào mình chả thương, đầy người khiến cho mình thương. Nhưng ví dụ như là tôi người chồng thương vợ, vợ thương chồng, cha mẹ thương con cái thương cha mẹ, thì cái đó có phải là tâm bi không? Có khả năng nhưng mà cũng khó, chưa chắc. Có thể nhưng chưa chắc. Ví dụ như là mình thấy những người thân của mình có một cái nỗi khổ nào đấy, mình đang ốm đau, mình thật mình thương, có thể là tâm bi. Nhưng mình nhìn thấy một cái người khác không phải là vợ chồng cha mẹ anh em, tức là không phải thân bằng tuyến ruột ấy, mà mình không thương, thì cái tâm bi kia không phải là tâm bi. Thì cái tình thương kia thì là tham ái, nhưng mà tâm bi bi vô lượng có nghĩa là cái tình thương không có giới hạn, miễn là đó là một chúng sinh đang khổ đau và mình thương chúng sinh đó. Có thể là người, có thể là một con vật, có thể là bất cứ một loài nào đang khổ đau mình cũng thương. Và cái tình thương này nó không có giới hạn giữa người thân với lại cái thân bằng với lại cái người xa lạ. Nó không có giới hạn là đây là con người nên tôi thương, còn kia là con vật tôi không thương, rồi phải giết cái con vật để nuôi mấy người này. Thì cái lúc mà mình giết con vật nuôi mấy người, bảo ơi sao ác ấy, tôi đang thương mấy cái người đói khổ ấy, tôi làm việc này nên tôi làm việc này là vì tình thương, thì cái đấy không phải là tình thương, đấy không phải là tâm bi. Vậy thì cái tình thương vô lượng là như vậy, miễn là người đó đó là một chúng sinh có sự sống mà đang khổ đau, mình phải thương, mà mình có cái tâm thương ấy, thì đó mới là tâm bi. Cái tâm này mới là tâm bi vô lượng. Cho nên là bi nó phải đi với vô lượng, không bị giới hạn thì nó mới là bi. Còn tình thương nó có giới hạn không phải là tâm bi, mà đó là tâm ái. Nó phải, ví dụ mình chỉ thương những cái người mà mình yêu quý thôi, cần cái người mà mình đang ghét, mình thấy họ khổ mình lại thích, thì nó không phải là tình thương đâu. Mà tình thương này nó phải giới hạn cả người kính, người bình thường, người ghét, những cái chúng sinh cao thượng và những chúng sinh thấp kém đều bình đẳng như nhau, ai cũng khổ đau. Và vậy thì cái tình thương là thương chung chung hết. Và tâm hỷ cũng vậy, hỷ nó không phải là vô lượng. Ví dụ như là tâm hỷ mà có giới hạn thì mình chỉ thấy những người thân của mình mà thành công mình bực, mình thấy những cái người xa lạ mà thành công thì mình bực,
Còn những cái người không thương không ghét mà thành công mình không quan tâm. Thế thì đấy nó không phải là cái tâm hỷ vô lượng. Tâm hỷ vô lượng là mình thấy người, tất cả mọi người mà có cái sự thành công, mình có cái sân hoan hỷ với sự thành công đấy, thì đó gọi là tâm hỷ. Thế ví dụ như là bây giờ tất cả những chúng sinh được sinh làm người, đó là một cái thành công về sanh thú. Được sinh làm người là một thành công. Còn hơn là những chúng sinh nó phải sinh làm con ruồi, con muỗi, con trâu, con bò, khổ hơn nhiều. Nhưng chúng sinh mà được sinh làm chư thiên thì lại một sự thành công nữa, mình có thể hoan hỷ. Nhưng mà bây giờ có những chúng sinh mà rất thấp kém nhưng có thể sinh làm những cái loại chúng sinh thấp kém thì mình làm sao để có hoan hỷ với cái gì của nó. Mình chỉ hoan hỷ là mình khởi lên cái tâm là ước muốn, là mong muốn cho những chúng sinh ở trong tương lai được thoát khỏi cái nỗi khổ đau, được sinh trở lại làm người, được sinh về cõi an lành. Khi nào người ta sinh về cõi an lành đấy thì người ta cũng có cái thành công, rồi mình sẽ vui mừng với cái tương lai của họ. Tương lai của họ ấy, họ sẽ được sinh về cõi này, mình có thể hoan hỷ được. Đấy là những cái tâm sợ vô lượng phần. Khi mà mình khởi lên những cái tâm cao thượng như vậy thì nó cũng có những cái tâm cao thượng. Còn có một cái tâm sở cuối cùng, đó là tâm sở trí tuệ. Cái tâm trí tuệ này nó khởi nên chỉ với những tâm thiện. Tâm tham, tâm sân, tâm si nó không có trí tuệ vì nó luôn luôn có ngu si. Còn khi mà các cái tâm thiện ở cõi dục giới, như là tâm thiện khi mà mình bố thí mà mình có cái niềm tin là bố thí sẽ để lại nghiệp, mình có cái trí tuệ, mình có sự hiểu biết rồi này, bố thí này là đang tạo công đức, thì lúc đấy có trí tuệ. Còn mình mà lúc đấy mình rồi bố thí thì chỉ làm cho nó có nên thôi, chứ còn mình không nghĩ rằng là bố thí có công đức. Mình nghĩ rằng bố chết rồi là hết, là gì có công đức. Cái người như vậy ấy, thì mình có tâm thiện nhưng không có trí tuệ. Cho nên là thiện tâm ni trí và thiện tâm hợp trí. Nó có tâm thiện thì nó đi kèm với trí tuệ, và có tâm thiện mà nó ni trí tuệ là vậy. Vậy cho nên là không phải là ai có làm thiện cũng đã có trí tuệ. Cả những người ngu si người ta làm việc thiện được, nhưng mà vẫn đi kèm với tâm ngu si. Thì sau này nó chỉ trổ cái phước, gọi là cái người đấy có thể được hưởng những cái phước về vật chất mà không có cái phước về tuệ. Người đó có thể sinh trở lại làm người mà người ni trí, sinh trở lại làm người nhưng không có trí. Được gọi là người nhị nhân hoặc là người vô nhân. Những cái người nào làm việc thiện nhưng không bao giờ hiểu được việc thiện có công đức, thì cái người đấy tạo được nhiều công, tạo được nhiều thiện nghiệp nhưng không tạo được trí tuệ. Cái người đấy kiếp sau sinh trở lại làm người sẽ trở thành cái người ni trí. Cái người ni trí thì cái người đấy sẽ không bao giờ thành tựu được những pháp cao thượng. Ví dụ như người đó tu suốt đời không bao giờ đắc thiện, đó là người ni trí. Tức là trong kiếp trước người ta làm việc thiện nhiều cho nên được sinh ra làm người, nhưng người ta không có cái trí tuệ hiểu biết về việc thiện đó, cho nên là cái tâm cục sinh nó bị khiếm khuyết mất cái trí tuệ. Khiếm khuyết mất cái trí tuệ ở cái giai đoạn đi đầu thai là sẽ khiến cho suốt một cái kiếp sống đấy bị đó, không bao giờ thành tựu được cái trí tuệ, không bao giờ phát triển được cái trí tuệ đến cái mức sâu sắc. Tức là vị cái trí tuệ của vị đó rất là yếu, cho nên là những cái tâm thiện nó cũng yếu, nó chỉ tạo được những tâm thiện vừa, nó không tạo được những tâm thiện mạnh. Ví dụ như một người đắc thiền phải có một cái tâm thiện rất là mạnh, phải có cái chánh niệm rất là mạnh. Nhưng mà vì cái trí nó rất yếu mà, vì cái tâm cục sinh nó thiếu mất trí tuệ, cho nên là suốt cái kiếp sống đấy cái chánh niệm của vị đó rất là yếu, rất là hay quên. Vị đó trong cuộc sống hàng ngày vị đó cũng có cái trí tuệ nó kém thì vị đó hay quên, hay đãng trí, cho nên là khi mà hành thiền vị đó không chú tâm trên đề mục lâu rồi, vị đó không thành tựu được thiền thông và đạo quả, không thành tựu được, không đắc thiền, không thể đắc được thần thông và không thể chứng đắc được đạo quả trong cái kiếp sống thiếu trí tuệ đấy. Vì vậy cho nên là cái thiện tâm mà nó kết hợp với trí tuệ rất là quan trọng. Ví dụ như là một cái người mình chưa tu được những cái pháp giải thoát nhưng mình vẫn phải
trau dồi cái pháp học, đó là mình phải nghe chánh pháp. Khi người nghe chánh pháp thì sẽ hiểu ra được những cái hành động của mình, biết là đây là việc thiện, đây là việc bất thiện. Khi mình hiểu ra được như thế là mình đã có trí tuệ. Cái trí tuệ đấy nó đi kèm với những cái nghiệp của mình, và nó khiến cho mình trở thành cái người có chánh kiến. Đến khi kiếp sau mình sinh ra, mình mới là cái người có tam nhân. Người đấy đi, cái tâm tục sinh nó đi kèm với trí tuệ. Khi cái tâm tục sinh nó đi kèm với trí tuệ rồi thì cái kiếp sống đấy mình có thể rèn luyện được trí tuệ ở cái mức độ rất là sâu sắc, như là mình có thể chứng đắc được thiền, chứng đắc được thần thông và chứng đắc được đạo quả. Thì trong cái pháp là vậy, có những cái pháp sẽ làm cho mình trau dồi được cái trí tuệ ở cái mức độ vừa phải. Nói như mình học giáo pháp thì mình hiểu được giáo pháp, mình có được cái trí tuệ tương đối, và từ cái trí tuệ đấy là nền tảng mình phát triển được cái trí tuệ đến mức tuyệt đối, đó là mình có thể phân biệt được các cái pháp chân đế, rồi sau đó mình có thể chứng ngộ được niết bàn. Còn nếu mà mình mà không nghe pháp thì mình không có chánh kiến, không có chánh kiến thì dù mình có làm việc thiện, việc thiện nó cũng là việc thiện không có trí tuệ. Mình có sinh ra mình cũng là người ni trí, người ni trí thì không bao giờ chứng đắc được niết bàn. Là vì vậy cho nên trong cái phân biệt pháp này vậy, là mình quán những cái pháp nó thuộc về những cái tâm sở này, mình có thể quán sát được 7 biến hành tâm sở, 6 biệt cảnh tâm sở, 4 si phần, 4 tham vận, 2 sân phận, 2 hôn phận, 14 sở hữu bất thiện và 25 sở hữu tịnh hạ. Thì tất cả nó có 52 tâm sở. 52 tâm sở này thì cái tâm sở thọ mình đã quán được cái phần quán thọ, còn lại tất cả những tâm sở khác thì nó thuộc về cái phần quán pháp, thì đó được gọi là pháp quán niệm xứ. Tứ niệm xứ là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Thì đây mình mới học những cái khái niệm chung chung. Bài sau mình sẽ đi vào nội dung của cái bài kinh tứ niệm xứ đây. Idam me punyam.